tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Ninh Bình. Ninh Bình là một tỉnh thành ở Việt Nam nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Mọi người cùng theo dõi mình làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ Ninh Thuận. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Ninh Thuận là một tỉnh thành ở Việt Nam nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu xanh ngọc nha. Đen của mình nha mọi người, đây là phần màu đen của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục màu cam này. Xong phần màu cam nhé mọi người, đây là phần màu cam của mình nha mọi người. Sau phần màu cam là mình sẽ mình sẽ xóa hạt chữ đi.
vòng của mình đến đây là hoàn thành rồi nhá. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mọi người ơi, đây là chiếc vòng của mình nha. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nghĩa đâu vậy anh? Nó xin làm đêm à? Đêm à? Nó bảo với em giờ nó làm đêm.